Nhung xin kính chào quý vị khán giả yêu mến, kính chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe. Bản tin hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 6 có những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tàu thuyền Trung Quốc ăn vạ ở Trường Sa, 5 ly ở Ba Đầu. Tàu Quảng Ngãi va chạm với tàu lạ, 3 ngư dân tử vong. Khai trừ đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long. Tai nạn xe khách nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, 6 người thương vong. Thiết bị chế áp Flycam của Việt Nam có tính năng giả mạo tọa độ GPS. Cháy lớn ở xưởng lốp xe thành phố Hồ Chí Minh di tản nhiều nhà dân. Thành phố Thủ Đức cháy bãi xe gần trường mầm non di tản hàng trăm cháu bé. Tin tặc tấn công ngân hàng lấy cắp hàng trăm tỷ. Kiên Giang bắt giữ hai tàu vận chuyển 130.000 lít dầu trái phép. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 111 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Huấn luyện viên Thái Lan khích lệ U23 Malaysia thắng U23 Việt Nam. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chia sẻ với báo Thanh Niên, nhiều thuyền trưởng tàu cá của huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thường xuyên đánh bắt thủy sản ở cụm đảo sinh tồn và cho biết, từ giữa năm 2021 đến nay đã có nhiều tàu thuyền của Trung Quốc neo đậu dài ngày tại một số bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Các thuyền trưởng cho biết, nếu như giữa năm 2021, các tàu cá Trung Quốc tập trung hàng trăm chiếc, cao điểm lên đến gần 300 chiếc tại bãi Ba Đầu, thì đến nay chỉ có khoảng 30 chiếc nằm lì ăn vạ ở bãi. Các thuyền trưởng cho biết thêm, số neo đậu phía ngoài và tản mát ở các khu vực lân cận khoảng gần 100 chiếc. Tất cả đều là tàu dân binh Trung Quốc và chúng tôi đã nhẵn mặt từ mấy năm nay. Được biết, từ cuối năm 2020, tàu cá Trung Quốc xuất hiện nhiều ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam và đầu năm 2021, các tàu này neo đậu dày đặc ở bãi cạn Ba Đầu thuộc phạm vi lãnh hải của đảo Sinh Tồn Đông, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Sau bị Việt Nam và các quốc gia khác phản đối dữ dội, các tàu cá Trung Quốc neo đậu dài ngày tại khu vực bãi Ba Đầu đã giải tán di chuyển đến các khu vực khác, chỉ để lại vài chục chiếc neo đậu rải rác trong khu vực. Sáng hôm qua ngày 6 tháng 6, chính quyền tỉnh Quảng Nam xác nhận trên vùng biển huyện Thăng Bình vừa xảy ra vụ va chạm giữa hai tàu khiến 3 ngư dân tử vong. Theo đó, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày giữa tàu cá QNG 91426TS do ngư dân Trần Văn Công 47 tuổi ngụ tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu và một tàu không rõ số hiệu. Theo ông Công, khi thả trôi để ngủ, tàu của ông bật đèn nháy để báo hiệu nhưng không rõ vì sao vẫn bị tàu lớn đâm. Tàu bị đâm và lật rất nhanh, chỉ diễn ra trong vài giây khiến mọi người không kịp trở tay. Sau khi thoát ra ngoài, thuyền trưởng Công phát hiện hai thuyền viên tử vong nên dùng hai tay giữ thi thể để không bị trôi đi nơi khác. Sau đó ông bám được vào chiếc thùng phi, giữ hai thi thể bạn tàu thả trôi lênh đênh đợi người đến cứu. Khi mặt trời ló lên, ông và mọi người may mắn được tàu ngư dân phát hiện. Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã điều động 2 cano và 10 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn, vớt được 8 ngư dân trên tàu QNG 91426TS. Trong 8 ngư dân được vớt, có 5 người bị thương, 3 người tử vong là Võ Đình Nam, 59 tuổi, Nguyễn Văn Thành, 54 tuổi và Trần Hương, 61 tuổi. Tại cuộc họp bất thường chiều ngày 6 tháng 6, Ban Chấp hành Trung ương quyết định khai trừ đảng với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Chu Ngọc Anh vì gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội. Bộ Chính trị cũng quyết định cảnh báo Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành quyết định buộc thôi việc với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Trước đó vào hồi tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Cán sự lãnh đạo Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát, cấp phép cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Truyền thông trong nước đưa tin, một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 8 giờ 50 phút vào ngày 6 tháng 6 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái khiến một người thiệt mạng, 5 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô khách mang biển số 51B07354 do anh Nguyễn Vũ Long sinh năm 1978, trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, điều khiển lưu thông theo hướng Nội Bài Lào Cai. Khi đến lý trình trên đã va chạm với xe khách 88B00978 do anh Nguyễn Xuân Trọng sinh năm 1974, trú tại xã An Bình, huyện Văn Yên điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến một người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 2008, trú tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân sơ bộ được cho là do trời mưa to, hai xe không giữ khoảng cách an toàn. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Vừa qua, thiết bị chế áp Flycam CA-18GL do nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu và sản xuất đã đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16. Theo Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, giảng viên cao cấp Bộ môn Tác chiến Điện tử Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu sản phẩm này từ năm 2013 và đến năm 2018 mới thành công. Hiện nay chúng tôi đã làm chủ công nghệ và chế tạo thành công thiết bị chế áp Flycam CA-18GL. So với các thiết bị có tính năng tương tự của nước ngoài chào hàng tại Việt Nam, thiết bị này có giá thành hạ thấp nhiều lần. Đặc biệt, thiết bị của chúng tôi có tính năng mà hiện nay các hãng nước ngoài chưa chào hàng tại Việt Nam, đó là tính năng giả mạo tọa độ GPS nhằm đánh lừa thiết bị định vị và dẫn đường trên Flycam. Chúng tôi không nhập vật tư, linh kiện về thử nghiệm, sau đó sản xuất thì lại gặp khó khăn do yếu tố bên ngoài. Thiết bị này có một số vật tư phải nhập của nước ngoài, nhưng chúng tôi đã tạo ra các nguồn nhập vật tư khác nhau để đề phòng bị nghẽn ở đâu thì mình có nguồn vật tư khác thay thế. Theo báo Thanh Niên đưa tin, vào 8 giờ sáng ngày hôm qua, một xưởng tái chế lốp xe trên đường T15, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ cháy lớn. Nhiều người cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét khiến nhiều hộ dân phải di tản để phòng cháy lan. Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường ứng cứu. Cảnh sát kéo vòi rồng bơm nước từ con kênh gần đó dập lửa. Ghi nhận tại hiện trường hơn 11 giờ cùng ngày, vụ cháy vẫn chưa được khống chế. Đứng cách đó khoảng 100 mét nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ đám cháy. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người cũng như nguyên nhân để xảy ra vụ việc. Báo Pháp Luật đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6, người dân sống trên đường Hiệp Bình, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức nghe nhiều tiếng nổ lớn. Sau nhiều tiếng nổ vang, đám cháy bốc lên ngùn ngụt bên trong bãi tạm giữ xe vi phạm thuộc BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Người dân hô hoán dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Ghi nhận tại hiện trường, cột khói cao hàng chục mét, cả tuyến đường Hiệp Bình bị phong tỏa, giao thông ùn ứ. Một trường mầm non gần đó có khoảng 300 học sinh đã được thầy cô giáo gọi phụ huynh đến đón về khẩn cấp. Đến 15 giờ, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, hàng ngàn xe máy, xe tải, ô tô trong bãi bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho hay mới đây, một nhóm tội phạm nước ngoài đã tấn công xâm nhập vào hệ thống một số ngân hàng của Việt Nam để đánh cắp hàng trăm tỷ đồng. Thủ đoạn này của nhóm là rà soát các lỗ hổng bảo mật, tấn công leo thang đặc quyền truy cập trái phép vào hệ thống quản trị máy chủ ngân hàng. Bộ Công an đang phối hợp với ngân hàng để ngăn chặn nhóm tin tặc và tội phạm trên không gian mạng này. Về phương án ngăn chặn, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, cơ quan này và các ngân hàng đã thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp bộ phận chức năng của ngân hàng để rà soát các lỗ hổng, ngăn chặn các cuộc tấn công, từ đó tìm ra các biện pháp bảo vệ an toàn hệ thống ngân hàng. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thông tin, cơ quan này vừa bắt giữ hai tàu vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO trên biển. Cụ thể, vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 5 tháng 6, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại vùng biển gần khu vực tiếp giáp với Malaysia, tàu CSB 4035 phối hợp với tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện hai tàu cá mang số hiệu TG93979TS và TG92267TS có dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TG93979TS có 5 thuyền viên do ông Trương Văn Phong, 53 tuổi, ngụ xã Tân Trạch, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Chủ tàu là ông Đỗ Hoàng Phong, địa chỉ thường trú tại phường 8, thành phố Mỹ Tho. Còn tàu TG92267TS có 4 thuyền viên do ông Võ Văn Hoàng, 56 tuổi, ngụ tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Chủ tàu là ông Đỗ Hoàng Lý, có địa chỉ thường trú tại phường 9, thành phố Mỹ Tho. Theo lời khai của hai thuyền trưởng, tàu TG93979TS đang vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO. Tàu TG92267TS vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO và toàn bộ số dầu trên hai tàu này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm, đồng thời tổ chức lực lượng dẫn giải hai phương tiện về cảng hải đội 421 tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn thành phố ghi nhận tổng cộng 11.722 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2021 là 7.039 ca. Trong đó, số ca sốt xuất huyết nặng là 209 ca, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 28 ca.
Riêng ghi nhận trong tuần 22 từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh có 1.504 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 329 ca, 28% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca sốt xuất huyết tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú. Trong tuần, thành phố hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Trong tuần thứ 22, thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận 111 ổ dịch sốt xuất huyết phát sinh ở 79 phường xã thuộc 20 trên 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức, giảm 10 ổ dịch mới so với tuần 21. Tổng số ổ dịch được xử lý phun hóa chất trong tuần là 223 và có 5 phường xã xử lý ổ dịch diện rộng. Bên cạnh sốt xuất huyết, số ca bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong tuần qua cũng tăng khá cao. Trong tuần 22, thành phố phát hiện thêm 977 ca mắc mới, tăng 159 ca, là 19,5% so với trung bình 4 tuần trước đó. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC khuyến cáo, thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào mùa mưa, cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết. Do đó, để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch, mỗi người dân, gia đình, cơ quan, công sở cần thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Theo báo VN Express, Thái Lan đã hạ Malaysia với tỷ số 3-0 vào tối ngày 5 tháng 6, vươn lên dẫn đầu bảng C với 4 điểm. Trong khi đó, Việt Nam được 2 điểm qua 2 trận hòa Thái Lan và Hàn Quốc. Dù vậy, cơ hội đi tiếp của Thái Lan không quá khác biệt so với Việt Nam. Bởi ở lượt cuối vòng bảng ngày 8 tháng 6, họ phải đấu Hàn Quốc, nhà đương kim vô địch U23 châu Á và cũng chưa chắc suất đi tiếp. Còn Việt Nam gặp Malaysia, đội vừa thua cả 2 trận để thủng lưới 7 bàn và đã bị loại. Thái Lan sẽ vào tứ kết nếu thắng Hàn Quốc hoặc hòa khi ghi được từ 2 bàn trở lên. Trong trường hợp thua Hàn Quốc, đội của huấn luyện viên Urawut vẫn đi tiếp nếu Malaysia thắng Việt Nam. Chính vì điều này, nhà cầm quân của Thái Lan đã hết lời tán dương đội bóng U23 Malaysia rằng Malaysia có thể đánh bại Việt Nam. Tôi biết đội bóng này rất chất lượng, họ vừa khiến Hàn Quốc cũng như chính chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta phải tôn trọng Malaysia. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Đông Timor từ chối hiệp ước an ninh, chỉ ký hiệp ước kinh tế và truyền thông với Bắc Kinh. Trung Quốc khó xử với sức ép ủng hộ Nga không giới hạn. Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Mỹ cung cấp tên lửa mới cho Ukraine. Chuyên gia Nga, tiếp theo sẽ là thế chiến thứ 3, chiến tranh hạt nhân sẽ đến. Bộ trưởng Ngoại giao Nga chuẩn bị công du Serbia. Nhiều nước đóng cửa không phận. Italy cảnh báo về một cuộc chiến bánh mì chuẩn bị diễn ra. Mỹ, Hàn, Nhật đồng loạt phóng tên lửa đáp trả Triều Tiên. Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Boris Johnson. Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại Ấn Độ. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Đông Timor Adalija Mano đã thông qua một loạt thỏa thuận tại thủ đô Dili của Đông Timor, đánh dấu điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 10 ngày đến Nam Thái Bình Dương của ông Vương. Theo các thỏa thuận, hai nước sẽ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, y tế và truyền thông. Tuy nhiên, Tổng thống Đông Timor Rastop Hota đã từ chối ký hiệp ước an ninh với Bắc Kinh, vì Tổng thống lưu ý rằng lợi ích trước mắt và lợi ích chiến lược của Đông Timor nằm trong các khu vực trực tiếp của họ. Ông nói, chúng tôi không cảm thấy bị đe dọa bởi bất kỳ ai. Chúng tôi có mối quan hệ hữu nghị nhất có thể với Hoa Kỳ, với Indonesia, với Úc, New Zealand và Singapore. Hai thỏa thuận đã ký với Bắc Kinh là một phần trong mối quan hệ thân thiết của họ trong 20 năm qua và không liên quan gì đến an ninh trên bộ, trên không hay trên biển. Ông cam đoan rằng Úc vẫn là đối tác số 1 của Đông Timor về quốc phòng và an ninh trong lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, ông cũng khẳng định về sự thật là không có bất kỳ hình thức an ninh hàng hải nào đã được thỏa thuận với quần đảo Thái Bình Dương, cũng như với Đông Timor. Theo tờ Washington Post, Moscow được cho là đang thúc giục Bắc Kinh thực hiện cam kết về tình bạn không giới hạn, nhưng Trung Quốc khó mạo hiểm với lệnh trừng phạt phương Tây. Được biết, sau khi Liên minh châu Âu áp lệnh cấm phần lớn dầu Nga, quốc gia này tuyên bố Moscow sẽ tìm các nhà nhập khẩu khác. Một trong những nhà nhập khẩu hàng đầu mà Nga hướng tới là Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, mặc dù Bắc Kinh rất muốn tận dụng tình hình hiện nay để mua được nguồn dầu giá rẻ từ Nga và ký các hợp đồng có lợi, nhưng Bắc Kinh đồng thời cũng phải rất thận trọng trong thái độ ủng hộ Moscow để không bị kéo vào các lệnh trừng phạt chưa từng có mà phương Tây đang áp đặt với Nga. Một vài quan chức Trung Quốc giấu tên tiết lộ với Washington Post rằng Moscow đã ít nhất 2 lần gây áp lực với Bắc Kinh, đề nghị thiết lập thêm các hình thức hỗ trợ kinh tế nhằm ứng phó với loạt lệnh trừng phạt của phương Tây. Họ đã đề xuất Bắc Kinh duy trì các cam kết thương mại được đưa ra từ trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngoài ra, Nga kỳ vọng Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính và công nghệ ở một số hạng mục bị phương Tây trừng phạt. Tuy nhiên, các quan chức cho hay, chúng tôi hiểu tình thế khó khăn của Moscow nhưng không thể làm ngơ tình cảnh của chính mình. Trung Quốc phải hành động vì lợi ích cao nhất của Trung Quốc. Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cảnh báo Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine. Cụ thể, ông nói việc trao vũ khí mới cho Kiev chỉ nhằm mục đích kéo dài xung đột vũ trang càng lâu càng tốt.
Ông đồng thời cảnh báo sau khi tên lửa tầm xa được gửi tới Ukraine, thì Moscow sẽ đưa ra kết luận phù hợp và tấn công các cơ sở mà Nga vẫn chưa nhắm vào. Được biết, vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận rằng Mỹ sẽ gửi các hệ thống tên lửa tiên tiến hơn tới Ukraine sau yêu cầu của Kiev, bao gồm hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao với đạn dược chiến trường để bảo vệ lãnh thổ của họ trước sự tiến quân của Nga. Được biết, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao được sản xuất tại Mỹ có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới hơn 480 km tùy thuộc vào loại tên lửa. Tại diễn biến liên quan, các lực lượng Nga vừa qua đã quay lại tấn công thủ đô Kiev lần đầu tiên sau nhiều tuần, trong khi các quan chức Ukraine cho biết một cuộc phản công trên chiến trường chính ở phía đông đã chiếm lại một nửa thành phố Severodonetsk. Ukraine nói rằng Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa phóng bởi máy bay ném bom hạng nặng từ tận biển Kapi, một vũ khí có giá trị hơn nhiều so với những chiếc xe tăng mà Nga tuyên bố đã bắn trúng. Mới đây phát biểu trên truyền thông Nga, nhà khoa học chính trị người Nga Sergei Mikhoyev cho biết phương Tây đang nói về việc bao nhiêu vũ khí nữa đang được gửi đến và các loại vũ khí này đáng sợ đến mức nào, nhưng họ không hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tất cả họ đều nói những vũ khí khủng khiếp đang đến đằng kia ở Ukraine, chúng đến tiếp tục và đến. Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã cam kết rằng hệ thống rocket tầm trung, hệ thống rocket pháo binh cơ động cao sẽ chỉ được sử dụng ở Ukraine để bảo vệ lãnh thổ của mình và sẽ không được sử dụng để phát động các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, chuyên gia Mikhoyev tỏ ra nghi ngờ điều này. Ông dự đoán Ukraine đã hứa không sử dụng chúng theo một cách nào đó, nhưng rất có thể họ sẽ làm việc đó và điều đó sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba. Sau đó, chúng ta sẽ được yêu cầu hãy bình tĩnh các bạn, mọi thứ sẽ ổn thôi. Những người đó sẽ gửi vũ khí và những người khác cũng sẽ làm như vậy. Ukraine rất có thể sẽ sử dụng chúng. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đưa ra lời đe dọa ngay khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Ông cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cố gắng can thiệp hành động của Nga ở Ukraine sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Cuối cùng, chuyên gia Nga cho rằng sự hỗ trợ vũ khí mới nhất của phương Tây sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba, chiến tranh hạt nhân. Truyền thông quốc tế đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây xác nhận các nước Sáp-Sapia đã đóng tuyến đường hàng không duy nhất với máy bay của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, người chuẩn bị lên đường đến Sapia. Phái đoàn Nga lên kế hoạch đàm phán ở thành phố Belgrade, Serbia, song các nước thành viên Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã đóng cửa không phận của họ. Trước đó, Bulgaria, Bắc Macedonia và Montenegro cũng đã đóng cửa không phận với máy bay dự kiến chở Bộ trưởng Nga đến Serbia. Nhật báo Danas Serbia cũng dẫn nguồn tin mật cho biết ba quốc gia Baltic đóng cửa không phận với máy bay chở Bộ trưởng Lavrov công du Belgrade vào ngày 6 và 7 tháng 6. Thủ tướng Serbia Ana Brnabić khẳng định tình hình xoay quanh chuyến công du Serbia của Bộ trưởng Lavrov là cực kỳ phức tạp. Sau đó, hãng Interfax dẫn nguồn tin ngoại giao Nga xác nhận chuyến công du Serbia của Bộ trưởng Lavrov đã bị hủy. Được biết, Serbia quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Nga, quốc gia này đã đứng ngoài chiến dịch trừng phạt do phương Tây phát động nhằm vào Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Serbia Aleksandar Vučić thống nhất vào tháng trước rằng Nga vẫn sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên cho Serbia, trong khi những quốc gia khác bị cắt đứt nguồn cung vì không chịu thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rút. Trong cuộc họp báo cuối tuần qua, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio cảnh báo rằng nạn đói có thể xảy ra nếu xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine không sớm khép lại. Điều này có thể kéo theo sự bất ổn định về mặt chính trị ở châu Phi với những cuộc đảo chính hoặc sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố ở khu vực. Ông Di Maio nói, cuộc thế chiến vì bánh mì sắp diễn ra và chúng ta phải dừng nó lại. Theo đó, nhà ngoại giao Italy kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán và sớm đạt được thỏa thuận hòa bình. Vị quan chức nhắc nhở, chúng ta phải nhớ là có 30 triệu tấn ngũ cốc đang kẹt lại ở các cảng tại Ukraine. Tình trạng này cần được giải quyết trước khi những cuộc chiến mới ở châu Phi bùng phát. Trước đó, Thủ tướng Italy Mario Draghi đã đề nghị ông Putin cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ Nga hoặc từ những vùng của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Ông Putin đáp lại rằng, nếu ai đó muốn giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, cách dễ nhất là thông qua Belarus. Không ai ngăn cản điều đó, nhưng để làm điều này, các ngài phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt đang áp lên Belarus. Được biết, hiện Kiev đã bắt đầu chuyển ngũ cốc qua cảng Constanța của Romania và qua đất liền châu Âu, nhưng các tuyến này không hiệu quả bằng việc đi qua Biển Đen. Hãng tin CBC đưa tin hôm qua 6 tháng 6, Hàn Quốc và Mỹ đã phóng hàng loạt tên lửa đất đối đất ra ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc. Động thái được xem là cảnh báo đối với Triều Tiên. Cụ thể, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắn tổng cộng 8 tên lửa đất đối đất thuộc thế hệ tên lửa ATACMS trong khoảng 10 phút, bắt đầu từ 4 giờ 45 phút theo giờ địa phương, để đáp trả 8 tên lửa do Triều Tiên phóng một ngày trước đó. Nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, hành động của nước này là một minh chứng cho khả năng và sự sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công chính xác,
nhằm vào nơi bắt nguồn hoặc các trung tâm chỉ huy và hỗ trợ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Vụ phóng trong ngày 6 tháng 6 cũng đánh dấu màn phô diễn vũ lực chung thứ hai của các đồng minh Mỹ-Hàn Quốc dưới thời tân Tổng thống Yoon Suk-yeol, người đã tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn hơn trước các hành động khiêu khích từ Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hôm 5 tháng 6, Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận tên lửa đạn đạo chung nhằm thể hiện khả năng phản ứng nhanh và quyết tâm cao độ để chống lại các mối đe dọa. Hãng BBC đưa tin, ông Graham Brandy, Chủ tịch Ủy ban 1922, cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh cho biết, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các nghị sĩ Đảng Bảo thủ trong chiều 6 tháng 6 theo giờ địa phương. Trong thư gửi các nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Brandy nêu rõ, tỷ lệ ủng hộ của Đảng trong Quốc hội về việc tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với lãnh đạo Đảng Bảo thủ đã vượt ngưỡng 15%. Theo quy định, cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 6 tháng 6. Các chi tiết sẽ được xác nhận sau. Ông Brandy cho biết việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau đó, trong khi thời điểm công bố kết quả sẽ được quyết định sau khi có các ý kiến tham vấn. Được biết, ông Johnson được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh năm 2019, hiện đang chịu áp lực ngày càng tăng liên quan đến những báo cáo cho biết ông đã tổ chức tiệc tùng tại phòng làm việc và nhà riêng vào thời điểm nước Anh bị áp đặt các lệnh phong tỏa chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Hàng chục nghị sĩ trong Đảng Bảo thủ đã bày tỏ lo ngại rằng nhà lãnh đạo Anh đã để mất quyền lực điều hành nước Anh vốn đang đối mặt với nhiều vấn đề như nguy cơ suy thoái, giá nhiên liệu và thực phẩm gia tăng. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đang xu hướng gia tăng. Trong 24 giờ tính đến ngày 6 tháng 6, nước này đã ghi nhận hơn 6.200 ca mắc mới, mức cao nhất trong gần một tháng qua. Phần đông số ca nhiễm mới tại Ấn Độ được ghi nhận ở thành phố Mumbai. Tuy vậy, với tình hình số ca nhiễm đã ít hơn so với thời kỳ cao điểm và chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế, người dân Ấn Độ đã không chấp hành việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn để phòng ngừa virus lây lan. Nhà chức trách Ấn Độ kêu gọi người dân không từ bỏ các biện pháp phòng dịch thiết yếu, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Hiện tại, số ca mắc tăng cao tại nước này làm dấy lên lo ngại về một làn sóng đại dịch đang âm thầm lớn dần tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Trong khi đó, tỷ lệ dương tính hàng ngày, tức số ca COVID-19 được xác nhận trên tổng số mẫu xét nghiệm tại nước này đang là 0,95%. Trong khi tỷ lệ dương tính hàng tuần có xu hướng tăng, bang Maharashtra, điểm nóng trong các làn sóng COVID-19 trước đó tại Ấn Độ, một lần nữa có số ca nhiễm tăng mạnh, tỷ lệ dương tính vượt 8%. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và tiếp theo đây, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé. Thưa quý vị yêu mến, người xưa có câu tâm chứa đầy chữ thiện, vạn kiếp không bị diệt, trăm ánh đèn dõi theo, ngàn dặm sáng soi. Hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta mê đắm nhất thời, còn lòng đầy thiện niệm mới đủ để làm cho người khác cả đời hạnh phúc. Thiện tâm giống như nước vậy, nó có thể nuôi dưỡng thắm tươi mọi nội tâm khô cằn. Trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Hồng Nhung xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện với tựa đề Tâm thiện đánh thức thiện tâm. Có một người phụ nữ độc thân mới chuyển đến sống tại một căn hộ mới. Cô phát hiện ra hàng xóm cạnh nhà là một gia đình nghèo khó. Gia đình ấy gồm một khóa phụ, tự thân nuôi nấng hai đứa con nhỏ của mình. Một đêm nọ, cả khu vực nơi đó bị mất điện. Người phụ nữ liền thắp nến để soi sáng trong nhà. Không lâu sau đó, có người tới gõ cửa nhà cô. Mở cửa ra, cô mới biết đó là cậu con trai của người quá phụ sống bên cạnh nhà cô. Bé trai lịch sự khẽ gật đầu chào và hỏi cô trong ái ngại. Nhà cô có nến không ạ? Người phụ nữ khi này liền nghĩ thầm. Nhà họ nghèo đến mức không mua nổi nến ư? Không thể cho họ mượn được. Nếu không họ sẽ sang mượn nhiều thứ khác. Không cháu ạ. Cô to tiếng đáp lại và chuẩn bị đóng cửa. Nghe thấy lời của người phụ nữ, mặt cậu bé bỗng rạng rỡ lên. Cậu nói, cháu biết cô không có nến mà. Vừa nói cậu vừa rút ra hai cây nến và bảo, mẹ con chúng cháu đều lo vì cô chỉ sống một mình nên muốn ghé qua để xem cô có sao không. Vì nghĩ là cô không có nến nên cháu đã đem biếu cô hai cây đây ạ. Người phụ nữ chợt giật mình, bàng hoàng, vừa hổ thẹn, vừa đồng thời bị cảm động bởi lòng tốt của gia đình nhà cậu bé. Cô ôm chặt đứa bé và rơi lệ. Đôi khi những hành động chân thành, lương thiện, quan tâm đến mọi người xung quanh một cách vô tư, không mong đợi báo đáp, thì nó không chỉ tác động sâu sắc đến những người được giúp đỡ, mà còn làm cuộc sống quanh ta ấm áp hẳn lên. Ta có thể không lựa chọn được hoàn cảnh sống, nhưng có thể chủ động lựa chọn thái độ sống để thay đổi hoàn cảnh. Cuộc sống này, bất kể giàu sang hay khốn khó, người chân thành mới là cao quý nhất. Bất kể dung mạo bình thường hay xuất chúng, tấm lòng lương thiện chính là mỹ diệu nhất. Làm người, ta lựa chọn chân thành,
xử sự ta lựa chọn thiện lương. Làm người không cần quá toàn vẹn, chỉ cần có lương thiện trong tâm thì đến chỗ nào cũng đều không e ngại. Nói chuyện không cần vòng vo giả dối, dùng chân thành đối đãi thì đi đến chân trời xa xôi nào cũng đều có thiên hạ. Nhân sinh nói cho chúng ta biết, muốn làm người tốt cần tu tròn thiện tâm mới được ở nơi cao quý. Sự thật nói cho chúng ta biết, cuộc sống muốn thoát cảnh khổ đau chính là phải vô cầu vô dục. Cuộc sống nói cho chúng ta biết, cảm thụ cay đắng ngọt bùi tự mình cố gắng mới tạo nên thành tựu. Bảo trì một trái tim luôn hướng về phía trước mới là dũng cảm nhất. Nhìn khắp thế gian vật đổi sao rời, giữ vững một phần thiện niệm mới được gọi là vĩ đại. Đi khắp muôn sông nghìn núi vẫn còn là một người lương thiện, đó mới là điều không hối không tiếc nhất. Nếu nơi đâu cũng là người lương thiện, cuộc sống này tốt đẹp biết bao. Thưa quý vị, không món quà nào tốt hơn là có một sức khỏe tốt, cũng là món quà tinh thần và thể chất cho mọi lứa tuổi. Quý vị hãy thử tìm hiểu về tập khí công xem sao. Ngoài các công dụng kỳ diệu đối với sức khỏe thể chất, khí công còn mang đến giá trị tu dưỡng và hàm dưỡng về mặt tinh thần cho người tập, vén mở thêm những bí ẩn về phương pháp dưỡng sinh, tu luyện của người xưa. Trong cuộc sống vội vã hàng ngày, khí công sẽ giúp chúng ta sống chậm hơn, trẻ hóa hơn, có một sức khỏe tốt cả tâm lẫn thân. Quý vị đừng bỏ qua nhé. Nội dung chúng tôi có đề xuất ở phía trên màn hình. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.